Đến trường rồi. Vâng ạ. Con gái của mẹ đi học vui nhá. Vâng ạ. Chiều mẹ đón con sớm mẹ nhá. Mẹ biết rồi mà, xong việc cái mẹ đến đón con luôn. Vâng, thế con đi vào lớp đây. Mẹ đi về cẩn thận mẹ nhá. Rồi mẹ chào con gái. Vâng, con chào mẹ, bye bye. Bye bye. A few moments later. Mẹ bảo là đến đón mình sớm, sao giờ này chưa thấy nhở? Các bạn đi học về hết rồi còn đâu nữa à? Ơ? Cháu chào cô ạ. Cô là ai vậy? Vâng ạ. Cái gì vậy cô? Cháu bị tai nạn nặng lắm, cháu đang ở trong viện rồi, cháu vào luôn nhá. Cái gì ạ? Mẹ cháu á? Ừ, sao không cô? Vâng, thế để cháu vào, cháu vào viện luôn à. Ý, mẹ ơi, mẹ ơi ở đâu? Mẹ ơi. Người nhà của bệnh nhân Tuyết đâu rồi? Đây này, có kết quả đấy nhá. Bác ơi, mẹ cháu có làm sao không ạ? Cũng không làm sao lắm, nhưng mà bây giờ là bị tổn thương trên đầu này, cái thần kinh này, bây giờ cái mắt không nhìn thấy nữa rồi. Cái gì ạ? Mắt không nhìn thấy gì? Đúng rồi, bây giờ mắt không nhìn, đây là kết quả nhá. Đây cho cháu, không nào ra kia đóng tiền viện phí đi cháu nhá. Vâng ạ, thế bác ơi, thế ở trên đầu có bị ảnh hưởng gì nữa không ạ? Bên đầu thì bác kiểm tra rồi là không có ảnh hưởng gì hết, chỉ có ảnh hưởng đến mắt thôi. Mà cứ về theo dõi thêm có gì cho đi khám lại biết chưa? Vâng ạ. Ừ, thôi cháu vào nhà với bệnh nhân đi nhá. Vâng, mẹ cháu ở bên này à bác? Ở bên này. Vâng, cháu cảm ơn bác. Ừ, thôi đi vào đi. Vâng. Trời ơi, chắc là mẹ phải về sớm để đón mình nên là mới xảy ra tai nạn đây mà. Bây giờ mắt của mẹ không nhìn thấy gì nữa. Mẹ ơi. Sao mình không thấy gì thế này? Cái gì nó cũng tối tăm mù mịt vậy. Mẹ, ôi hóa ra mẹ ở đây à? Con đây à? Con tìm mẹ mãi. Con ơi. Mẹ có sao không? Mẹ đi đứng như nào? Mẹ chắc là tại đâu. Con đúng không? Tại con bảo mẹ đến đón sớm nên là mẹ mới như thế. Không phải đâu con ạ. À. Không phải đâu, tại mẹ thôi con. Thế mẹ... con gặp bác sĩ chưa? Con vừa gặp bác sĩ rồi ạ. Bác sĩ bảo thế nào à con? Bảo mắt mẹ có bị làm sao không? Chứ giờ mẹ không thấy gì cả. Mẹ ơi, bác sĩ bảo là mẹ không có vấn đề gì cả. Chắc là 1-2 ngày sau mắt sẽ khỏi thôi mẹ ạ. Mẹ yên tâm mẹ nhá. Con đang nói dối mẹ đúng không? Có phải là bác sĩ nói là từ nay mẹ sẽ không nhìn thấy trời đất, không thấy ánh sáng nữa đúng không? Không phải mẹ ơi, không phải đâu. Mẹ sẽ khỏi thôi mà. Mẹ sẽ đỡ thôi mà mẹ. Rồi mẹ biết làm sao đây? Còn con gái của mẹ nữa. Làm sao mà mẹ chăm sóc cho con được đây? Mẹ ơi. Hằng ơi. Không sao đâu mẹ ơi. Bây giờ con sẽ là đôi mắt cho mẹ. Mẹ không cần phải lo gì đâu. Con tự lo được mà. Mẹ không muốn là gánh nặng cho con đâu. Mẹ buồn lắm. Không mẹ ơi, mẹ không là gánh nặng gì hết. Cũng may mẹ không bị gì hết. Thôi bây giờ con đưa mẹ về mẹ nhá. Mình phải cố để làm xong bài tập sớm. Hồ sơ nhím gai à? Nhím gai thường sống ở hoang mạc, đồng cỏ. Hằng ơi. Mẹ. Con à? Con đây mẹ ơi. Mẹ ngồi xuống đây. Đây. Mẹ cần gì ạ? Con lấy cho mẹ cốc nước được không? Mẹ khát quá con ạ, mà định vào lấy mà không biết đường nào mà đi. Vâng, mẹ ngồi đây để con đi lấy cho. Lấy hộ mẹ nhá. Con gái đang làm gì thế nhỉ? À, hình như là nó đang học bài. Trời ơi, khổ thân con bé. Mẹ ơi. Ôi. Đây, nước đây. Đâu? Đây, mẹ mà cần gì thì cứ bảo con, để con đi lấy cho. Mẹ không phải ra đến đây đâu, cứ gọi con là được mà. Con đang học bài đấy à? Con đang ngồi chơi thôi mẹ ạ. Không có gì đâu. Mẹ có làm phiền con không? Mẹ phiền gì mà phiền. Mẹ cứ cần gì thì mẹ bảo con nhá.
mẹ có muốn ăn gì không? Thôi thôi, không cần phải lấy cái gì đâu con ạ. Chứ mẹ cũng có làm gì đâu. Đi ra đi vào cái gì cũng gọi con. Con chắc chả học được với mẹ đúng không? Có mà mẹ, mẹ đừng nói thế. Mẹ, mẹ thấy mắt như nào rồi? Ôi trời ơi, mẹ chả thấy cái gì con ạ. Một bầu trời màu đen thôi. Chỉ ước rằng á, mỗi sớm mai thức dậy mẹ có thể nhìn thấy mọi thứ như mọi lần. Mẹ ơi, rồi cũng có ngày như thế thôi. Mẹ cố gắng lên mẹ nhá. Mẹ cảm ơn con gái nhá. Bây giờ con chỉ cần mẹ vui này, mạnh khỏe là được rồi. Mọi thứ để con lo cho mẹ. Mẹ cảm ơn con, lúc nào cũng vui tươi luôn bên mẹ. Không có con mẹ cũng không biết làm thế nào cả. Con là con của mẹ thì con phải ở bên mẹ chứ. Thôi mẹ nghỉ ngơi nhá. Để con đi ra chợ con mua mứa rau xong rồi về con nấu cơm cho mẹ. Cũng muộn rồi. Đây để con cắt chợ. Mẹ ngồi đây nhá. Con đi cẩn thận đấy nhá. Vâng ạ. Nắng thì đội ô vào con ạ. Khổ thân con bé. Từ ngày mình bị thế này, vừa là mắt vừa là tay chân, chạy đôn chạy đáo việc nọ việc kia. Đúng là mình thành gánh nặng cho con rồi. Mình đi đúng là cách tốt nhất, không là gánh nặng cho con gái nữa. Không biết đây là đâu rồi. Mẹ ơi, con đi chợ về rồi, con mua bánh cho mẹ này. Mẹ. Mẹ đi đâu mà không thấy ở trong nhà nhở? Mắt thì không thấy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ở đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Không biết đây là chỗ nào đây. Sao cái gì cũng tối tăm thế này? Là cái gì đây? Mình ngồi đây nghỉ một tí vậy. Đi xa thế này chắc là con không tìm được nữa đâu. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Sao con gái nó lại ra đây? Mẹ, mẹ đi đâu ở đây? Mẹ có biết là con lo lắm không? Sao con lại đi tìm mẹ làm gì? Không phải tìm mẹ nữa. Con đã bảo là mẹ ở nhà để con đi chợ được còn gì nữa. Thôi. Tự dưng mẹ ra đây. Con tìm mẹ làm gì nữa? Giờ mẹ mù lòa chả giúp được gì cho con cả. Không thôi. Khác nào gánh nặng của con. Mẹ cứ nói như thế. Mẹ mà đi á, con không trả nét nữa đâu. Mẹ nào. Muốn con đi giống mẹ đúng không? Sao lại nói như thế? Mẹ chỉ muốn con gái của mẹ không có gánh nặng thôi. Không. Mẹ thương con lắm. Bây giờ con chỉ có mẹ là người thân nhất ở trên đời. Nếu mà mẹ cũng bỏ con đi thì con biết ở với ai? Mẹ không thương con nữa đúng không? Thương chứ, làm sao mà không thương. Nhưng mà mẹ không lành lặn, chả lo lắng được gì cho con. Không. Mẹ như thế này, mẹ ở bên con là con mãn nguyện rồi. Con sẽ là bầu trời của mẹ, là ánh mắt của mẹ. Con là đôi chân của mẹ luôn. Mẹ cảm ơn con gái nha. Mẹ đi về với con. Từ giờ con sẽ không rời mẹ nửa bước nữa đâu. Thôi được rồi, mẹ sẽ không đi đâu nữa cả. Mẹ xin lỗi con nha. Con cũng không cho mẹ có cái suy nghĩ kia nữa đâu. Thôi mẹ đi về với con. Mẹ ơi, đi vào đây. Về đến nhà rồi hả con? Vâng, về đến căn nhà quen thuộc của mình rồi. Bây giờ mẹ ở đây, con đi xuống nấu cơm nhá. Ừ, thế con Tuyết ơi. Ai đấy con? À, bác Hùng ạ. Ừ, bác Hùng chào đây mẹ à. Con nhá. Vâng, chào mẹ. Bác nhá. Chào bác. Ừ. Tôi nghe tin là cô bị tai nạn, thế là được nghỉ, tôi sang có chút quà cho cô đây. Ôi, đây. Cảm ơn bác quá. Cháu cảm ơn bác. Còn quà cáp làm gì tốn kém ra. Có gì đâu. Tôi mới đi làm cuối tháng có lương thì tôi mới mua được đấy. Vâng, tôi cảm ơn bác nhiều. Ừ. Cháu cảm ơn bác. Bác sang chơi với mẹ cháu là mừng rồi. Có gì đâu, hàng xóm với nhau. Thế cô đã đỡ chưa? Ôi trời ơi, tôi vẫn thế bác ạ. Mắt mũi chả thấy cái gì cả. Bác ơi bác, bác khuyên mẹ cháu đi. Chứ mẹ cháu lúc nào cũng bảo là gánh nặng của cháu. Cháu không muốn như thế đâu. Vừa rồi còn bỏ nhà đi, làm cháu tìm mãi đấy bác ạ. Thế à? Cô Tuyết ơi. Vâng. Thì cũng chẳng may là mình cũng bị như thế này. Thôi thì cô cứ thoải mái lên, ăn uống đầy đủ vào,
biết đâu mình uống thuốc hàng ngày, biết đâu sau này lại sáng lại thì làm sao. Tôi cảm ơn bác nhiều nhá. Ôi rồi cũng chẳng biết thế nào được bác ạ. Giờ có nhìn thấy cái gì đâu. Bây giờ nhà có hai mẹ con, thì nếu mà cô không đi làm gì thì cô cứ ở nhà đi, để cho cháu nó đi học. Bây giờ cháu nó cũng lớn rồi, chứ bây giờ cô cứ suốt ngày kiểu tính này xong lại bỏ nhà ra đi làm gì. Tôi thấy mình thành gánh nặng cho con Hằng quá bác ạ. Thôi thế như thế này nhá, nhà tôi thì cũng gần đây, nếu mà cháu Hằng nó đi học thì cô cứ ới to lên cái là tôi chạy sang, có gì thì tôi giúp cô. Vâng, cảm ơn bác nhá. Đúng rồi đấy, bác ơi, có gì bác giúp mẹ con cháu với nhá. Được rồi, cứ yên tâm đi, bác cũng làm quanh quanh đây thôi chứ không làm xa. Nên là cứ có việc gì thì cứ gọi tôi sang. Hay quá, đấy, mẹ thấy chưa? Từ giờ mẹ đừng có mà suy nghĩ linh tinh dại dột nữa đấy. Trời ơi, mẹ biết rồi mà. Không được bỏ nhà ra đi đâu biết chưa. Vâng, bác ạ. Mà tôi bảo cô này, cô còn làm thêm ở công ty tôi thì làm. Ôi, bác lại chê em rồi. Mặt mũi em thế này thì ai thuê hả bác? Ôi giời ơi, bác ơi, ngày xưa thế có công việc gì cho mẹ cháu hả bác? Đan len các kiểu đấy. Cái này đơn giản lắm, dễ lắm cháu ạ. Mình cần dẻo tay này, với lại mình biết là mình làm được thôi. Với lại tôi thấy cô còn có cả cửa hàng làm quần áo còn gì nữa. Vâng, ngày xưa thì tôi cũng biết làm này làm kia. Ơ thế đan len này thì có khó không hả bác? Chứ tôi cũng ở bình thường là tôi cũng đan được khăn rồi. Mẹ cháu bình thường á, dẻo lắm, với lại là rất là khéo luôn bác ạ. Ê, khéo rồi, có khi lúc mà cô cũng còn sáng, không cần nhìn cô cũng đan được chứ. Thì ngày xưa thì cũng đan móc khăn rồi mũ cho con Hằng, nhưng lúc đấy thì mắt mũi sáng thì nó dễ. Thực ra thì cũng quen tay rồi bác ạ. Bác ơi bác, nếu mà bác có việc thì bác giới thiệu cho mẹ cháu với nhá. Vâng. Để mẹ cháu làm đỡ buồn á. Được nếu rồi. Mà buồn quá mẹ cháu lại sinh nghĩ linh tinh đấy bác ạ. Được rồi, nếu mà cô không muốn đến công ty thì tôi sẽ lấy hàng ở đấy về cho cô làm tại nhà luôn, không cần phải đi đâu cả, đỡ phải mất thời gian cái đường đi. Thế tốt quá rồi mẹ ơi. Tốt quá rồi, thế cảm ơn bác nhiều nha. Không có gì. Vâng. Mẹ con cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Có gì đâu, hàng xóm với nhau, nói chung là có gì thì cứ nói với tôi giúp được thì cứ giúp thôi. Vâng, cảm ơn bác. Ôi rồi có công ăn việc làm rồi, kiếm được đồng nào hay đồng đấy cho con Hằng nó đỡ vất là tôi mừng lắm bác ạ. Nếu mà Hằng có gì khó khăn thì cứ bảo với bác nhá. Vâng ạ. Cảm ơn bác nhiều. Thế thôi, hai mẹ con nghỉ ngơi đi nhá. Thôi bác về đây. Vâng ạ. Thế bác chào bác. Hôm sau tôi mang hàng đến cho cô làm nhá. Vâng, tôi chào bác ạ. Ôi trời ơi, tốt quá rồi con ơi. Mẹ, đấy mẹ thấy chưa? Bây giờ ông trời không thiệt đường sống của ai đâu mà. Tuy mình không nhìn thấy nhưng mà mình vẫn làm được mẹ. Mẹ cố lên nhá. Có gì con sẽ hỗ trợ mẹ nữa. Vì con gái của mẹ, mẹ sẽ cố gắng. Vâng ạ. Thôi mẹ nghỉ ngơi nhá, để con xuống nấu cơm. Thì con xuống nấu cơm nhá. Vâng ạ.